sáu sáu phẩm vô tướng vô đắc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn nếu tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh thì đại bồ tát thấy những nghĩa nào mà vì muốn lợi lạc các hữu tình nên cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột phật dạy này thiện hiện vì tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh nên đại bồ tát vì muốn lợi lạc cho các hữu tình mà cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột vì sao này thiện hiện vì các loại hữu tình đoạn kiến thường kiến trụ hữu sở đắc khó có thể điều phục ngu si điên đảo khó có thể giải thoát này thiện hiện người trụ hữu sở đắc do tưởng có sở đắc nên không hiện quán cũng không có quả vị giác ngộ cao tột cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn người không có sở đắc thì có sở đắc có hiện quán có quả vị giác ngộ cao tột chăng phật dạy này thiện hiện nếu không có sở đắc tức là đắc tức là hiện quán tức là quả vị giác ngộ cao tột vì chẳng loại pháp giới này thiện hiện nếu có ai ở trong không sở đắc mà muốn có sở đắc, muốn được hiện quán, muốn đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên biết kẻ ấy vì muốn hoại pháp giới. Cụ Thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu không có sở đắc tức là đắc, tức là hiện quán tức là quả vị giác ngộ cao tột thì ở trong cái không sở đắc không có đắc, không có hiện quán, cũng không có quả vị giác ngộ cao tột, nhưng tại sao lại có sự đắc bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nam thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân của Đại Bồ Tát. Tại sao lại có sự đắc vô sanh pháp nhẫn của Đại Bồ Tát? Tại sao lại có sự đắc thần thông dị thục sanh? Tại sao có sự đắc bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa dị thục sanh? Tại sao có Đại Bồ Tát đắc an trụ pháp dị thục sanh như thế thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật ở chỗ chư phật cung kính cúng dường thức ăn uống y phục tràng hoa hương xoa hương bột xe cộ anh lạc tràng phan bảo cáo phòng xá đồ nằm kỹ nhạc đèn đuốc và đủ các thứ đồ dùng thượng diệu của trời người thiện căn đạt được cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề cùng với quả vô tận lần lượt cho đến sau khi nhập niết bàn xá lợi và các đệ tử vẫn còn được cung kính cúng dường đủ thứ mà sức thiện căn vẫn chưa hết Phật dạy này thiện hiện vì tất cả pháp không có sở đắc nên có sự đắc bậc cực hỷ bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tọa bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tọa bậc pháp vân của đại bồ tát. Do đó có sự đắc dị thục xanh thần thông. Do đó có sự đắc dị thục sanh bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa.